Đại dịch COVID-19 đã khiến tuổi thọ trung bình toàn cầu giảm gần 2 năm trong giai đoạn 2019-2021, xóa bỏ một thập kỷ tiến bộ của thế giới trong nỗ lực tăng tuổi thọ. Đây là một phần trong nghiên cứu thống kê y tế thế giới hàng năm của Tổ chức Y tế Thế giới công bố mới đây. Nghiên cứu của WHO chỉ rõ, đại dịch COVID-19 đã đảo ngược xu hướng gia tăng ổn định về tuổi thọ và tuổi thọ khỏe mạnh. Tuổi thọ trung bình toàn cầu giảm 1,8 năm xuống còn 71,4 tuổi, tương đương mức của năm 2012. Nghiên cứu cho biết thêm, tuổi thọ khỏe mạnh trung bình cũng đã giảm 1,5 năm xuống còn 61,9 năm vào năm 2021, tức cũng bằng mức của năm 2012. Kết quả nghiên cứu còn cho thấy mức độ nghiêm trọng hơn những phát hiện trước đó rằng tuổi thọ trung bình giảm 1,6 năm trong đại dịch và COVID-19 có tác động sâu sắc hơn đến tuổi thọ so với bất kỳ sự kiện nào khác trong nửa thế kỷ qua. Đáng chú ý, tình trạng tuổi thọ giảm có sự khác biệt theo khu vực địa lý, ảnh hưởng nặng nề nhất ở châu Mỹ và Đông Nam Á, với tuổi thọ giảm khoảng 3 năm và ít nhất là ở Tây Thái Bình Dương với mức giảm 0,1 năm.